Rồi, ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Là Hornet của bên mình đây. Rồi thì hôm nay mình sẽ review chi tiết cho các bạn luôn. Mẫu tay bút lửa tô mảng lớn nhé. Cái mẫu này thì hiện tại bây giờ là mình đây là bản nâng cấp cuối cùng. Tính là thời điểm hiện tại các bạn nhé. Đó, thì tiêu chí của bên mình á, là sau bao nhiêu lần nâng cấp. Chỉ có hai tiêu chí chính mà bên mình đề ra thôi. Đó, thứ nhất là các bạn viết tối ưu nhất cái thời gian viết của các bạn. Tức là khi các bạn viết thì sẽ không nóng tay. Nó cái nhiệt độ mà khi các bạn cầm ở đây này nó sẽ nhỏ nhất có thể đó, để các bạn có thể viết được thời gian lâu nhất. Vì hiện tại thì cái mẫu này nó đã đáp ứng được điều đấy rồi. Và thứ hai nữa là sự bền bỉ. Đương nhiên là bền bỉ là luôn luôn được bên mình đặt lên đầu tiên rồi. Và hiện tại thì mẫu này, đây các bạn có thể nhìn thấy này, nó đã đáp ứng được cả hai tiêu chí đấy của bên mình và cũng như là của khách hàng nữa. Đó, nên là hiện tại, tính tới thời điểm hiện tại nhé, mình nói lại nhé, thì đây sẽ là cây bút lửa tô mạng. Và mình sẽ tính nó là mình sẽ bán đi tất cả mọi mẫu rồi nhé. Mình sẽ đi kèm với nó tất cả mọi mẫu luôn. Ở đây sẽ là cái bút tính tới điểm hiện tại là ra mẫu mới nhất của mình. Đó, các bạn nhìn này. Ở đây thì nó sẽ được hai thiết đính kèm hoàn toàn là hai con ốc lục giác hai bên nhé các bạn nhé. Nên là cực kỳ chắc chắn luôn. Chỗ này thì mình cũng đã làm thêm hai cái bát nhôm tản nhiệt ở đây rồi. Nên là khi các bạn viết hầu như các bạn cầm ở tay đây nó sẽ không có bất kỳ một cái nhiệt độ nào luôn nhé. Và nó chỉ phớt ấm ấm thôi. Cái này mà gặp mùa Noel các bạn viết là y như có cái máy sưởi ấm ở bên tay ấy, nó đỡ lặn tay luôn. Đó, cực kỳ tiện lợi luôn. Còn về cái độ nóng của nó thì khỏi phải bàn cãi rồi. Đó, các bạn viết thì các bạn tùy thôi, chứ các bạn muốn tô như thế nào tùy chúng ta. Đó. Còn các bạn muốn đi nét thì các bạn cứ nghiêng thôi, chúng ta sẽ đi nét. Cũng như là nếu các bạn tô nhanh thì nó sẽ nhạt nhạt như thế này. Đó, tùy chúng ta thôi. Đó, các bạn đánh bóng, đánh khối thì tùy. Đó. Còn nếu các bạn muốn đen đậm thì các bạn tô và các bạn kéo đi từ từ thôi, nó sẽ đen thui luôn. Đó, cực kỳ nhanh luôn. Nếu các bạn nào muốn tô, muốn ủi như vậy. Đó, chăn lớn thì bạn cứ dùng các bạn tô thôi. Đó. Độ nóng thì không còn gì phải nói rồi. Đó. Và hiện tại bây giờ thì như mình đã nói đấy, các bạn cầm các bạn biết. Cái này mình cắm nãy giờ phải cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ rồi. Và hầu như là chỗ này chả thấy cảm thấy tí một cái nhiệt độ gì cả. Nó chỉ ấm ấm tay của các bạn thôi. Đó. Cực kỳ tiện lợi luôn. Cái này thì bây giờ với các bác mà chuẩn bị hàng Tết như thế này này. Đó, các bạn có thể lấy về các bạn sử dụng luôn. Tại vì mẫu này bên mình cũng sẽ làm đồng bộ với tất cả các bộ điều khiển trước đó nhé. Tức là miễn là các bạn mua máy của bên mình thì các bạn mua về đều có thể cắm và sử dụng được nhé. Trừ những cái máy mà ví dụ như công suất lớn hoặc là công suất cực đại đó, thì nó sẽ không sử dụng với những cái cây bút với công suất bình thường như vậy thôi. Còn đối với những cái mẫu mà các bạn đã lấy bộ điều khiển của bên mình rồi thì các bạn đều có thể cắm vào và sử dụng nhé. Mình làm chỉ có đồng bộ một kiểu thôi. Đó. Rồi, video thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi nhé. Bạn nào có thêm bất kỳ thắc mắc nào thêm về em nó thì có thể comment trực tiếp phía dưới clip luôn. Bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Rồi, còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại.